Nào mà đam mê âm nhạc nhé thì hãy nhanh tay. Đây, nhà mình đang có dàn karaoke mà có âm ly rồi, có vang rồi mà chưa có lâng tiếng, chưa có lọc xì thì kiếm em này ngay. Cơ hội nghìn năm có một, vì con này em sẽ thanh lý cực kỳ rẻ cho anh em, vì nó bị vận chuyển hỏng, anh em bom hàng về nhưng mà không sử dụng. Con lọc xì này các bác có thể, có những ai chưa nhìn thấy thì hôm nay các bác sẽ thấy đây. Ở đây này, con lọc xì này nó có tính năng là khuếch đại âm thanh khi mà các bạn lấy nhạc ở trên mạng về. Thì thông thường thì lấy nhạc ở YouTube về hoặc là các kiểu vân vân về thì nhạc nó sẽ không hay. Thì qua con này nó sẽ chỉnh hai kênh riêng biệt. Đây, bát trung chép đây. Bát trung chép, bát ở khoảng tầm từ 20 đến 100. Trung thì từ 100 cho đến 1K. Đấy, còn từ 1,25K cho đến đây thì là chép. Anh em mình có thể cân chỉnh và nghe nhạc theo ý của mình. Các bác đã biết rằng nhạc ở trên mạng thường thì nó không hay. Cái tốc độ giải lén ra nó không được tốt. Nhưng khi mà qua con lọc xì này, người ta gọi lọc, là lọc tất cả những cái tạp âm và cho ra một chất âm hay nhất. Đầu đuối thì vô cùng đơn giản. Đây, chỉ cần hai sợi dây ca lông ra hoa sen ra sau là xong. Đây mình đang có em này thanh lý nhá. Các bác nào bồ kết, nhà đang có âm ly hay loa thì đây hãy tận dụng cơ hội hiếm có này nhá.